day it out. Cái bệnh của tôi mà tôi suy nghĩ hay là thức khuya cái là tôi bị mệt liền á. Thì tâm lý là ảnh hưởng quan trọng. Con người có cái gì lo lo là bắt đầu luôn. Con mệt liền á. Mệt đã đi rồi mà làm bạn mới like mới vui được cười có ngày coi như đi luôn. Rồi miếng với chanh gì? Mỗi chanh. Thấy cái mặt cũng nhỏ rồi. Mụn bình thường mà. Phim lại như một năn nỉ cả tháng trời mấy chị đi lái trời ơi tháng luôn đó chị mấy tháng rồi chứ lái rồi mới về mấy tháng rồi học nhiều quá đi lâu quá chứ không có thời gian mà đi học về trừ chủ nhật mới đi học về trừ mới về được nó là bình thường là 9 giờ mà thấy cái mặt cái tẩu quá mà năn nỉ lắm đi chứ không lao thấy được cái mặt hắn. Mụn
có chịu dùng kem gì lo không chị? Rồi, kem gì lo không? Có chịu sao đều không? Nó là quan trọng này. Còn ở nhà sơn rất là nhát sơn. Mẹ nhắc ảnh so cái đỡ thông với lại giảm nhẹ mẹ. Cây gì lo mà còn ở nhà. Bộ đồ đen thôi nhé, giờ ngát luôn. Đá xíu đi con. Đá không sạch. Như vậy hả? Lượng quá đạo luôn. Đẹp chứ sao? Món cá rồi đúng rồi. Bạn mua lên của nó cũng quay lại mà. Để lâu hết chị. Mấy tháng lâu. Mấy tháng chứ sao nhiều khô ra. Mình khô ra. Chị con thân hơn đó, lát quá còn buổi sau qua tay với chân cái trường mà sửa mặt đó, lát cái mặt đó cái trường sắp bãi rửa bãi vô gì mà chị hãy ăn nắng kia là bãi rửa đó cửa anh thưa là chưa quá tay chồng lên bữa sau quá vậy đó họ đều khác giải nghiệm luôn Ly ơi là Ly định đi không cười chết thôi á khờ cho không hẹn nắng đi đi không, anh không đi đâu, không có làm gì hết. Không có đầy kia không có.